Đây là ngày bây giờ chúng chuẩn bị mình gia đình của mình neo lại ở đây ngày hôm qua nay để chờ cái bẫy 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 tôm đó mọi người. Bây giờ là để coi mấy giờ rồi. Bây giờ là 9 giờ sáng. Bây giờ là 9 giờ sáng rồi nên là hôm qua mình lại đây thì 9 giờ tối. Bây giờ là 9 giờ sáng. Giờ chuẩn bị mình sẽ đi cái hành trình là mình sẽ đi qua cái bên cái bên này cái biển cái phía biển bên kia, nhưng mà mình phải đi cái đoạn mà đi tắt á, nên là phải chờ nước nó lên thì mình mới tại chỗ đó đường cái nước nó cái đường đó rất là cạn mà cái đường đi tắt nó tiết kiệm thời gian, nên là giờ đi qua cái đường đoạn đường đó thì chờ phải nước lên đủ lên mới qua được nha mọi người, tại nước bây giờ nếu mà nước cạn thì nó tầm 2-3 feet à, nên là mình qua không có được nên phải chờ nước lên thủy triều lên thì mới qua được cái đoạn đó an toàn, mà cái đoạn đó đi tiết kiệm thời gian tới 3-4 tiếng đồng hồ lận, nên là mình phải chờ chờ ở đây thì tới 2 giờ như là 1-2 giờ gì đó nước mới lên, nên là bây giờ trong khi chờ đợi thì mình sẽ đi lấy cái đi nghỉ đó, mình sẽ đi vòng đi qua bên vòng bên kia đó, đi qua bên đó đi vòng trên cái bờ đó xem thử, nên là cái hành trình cũng rất là dài nên xin mời mọi người cùng theo dõi nha, và rất là nhiều điều thú vị ở phía trước, đừng quên bấm chia sẻ đăng ký kênh Giúp Tin Cuộc Sống Mỹ nha mọi người. Anh Thái kêu giờ tháo cái này ra cho ông chạy thử kêu mẹ đâu đâu. Hey, where's that life preserver? I said put the life preserver back in the boat. Để ông đi dạo đi một vòng trước đây. Đừng bay nón. Giờ mình sẽ qua bên cái bờ bên kia coi thử có bạch tuộc không mọi người. Có bạch tuộc hào đồ này kia không? Đi khám phá chơi. Thiệt, kéo mày vô. Kéo vô. Quên mày kéo vô. Chèo tay hay là chiều tay qua phải không? Gần mày à? Gần sát đây mà. Ui da. Here we go. Ok, mày ngồi dưới đó đi. Đi đi. You wanna hop in? Yeah. You wanna go? Okay. Yeah. Yeah. Here go. You want to try and come back get me or no? No, you. You can come. Okay. And Ricky will let this. Okay. Well, let me take. Take the fishing hook. Okay. Fishing. I got it. Rock. Yeah. I got it. Đem cần đi. Coi có mấy con bạch tuộc nhỏ mọi người. Thường thường thì ở trong đá này có mấy con bạch tuộc nhỏ đó. Nên là để coi thì có không. Are you looking for bear? I'm looking for bear. Okay. Come a little closer. Okay. Closer. Okay. Closer. And you have, do you have fish, a rod? T. What? You have rod? No. You. You and me. One. Two. Two. Yeah. Hold on. Let me get. Okay. The one from upstairs. Yeah. Hi, lazy man. Oh, hi. This is fun. Lazy man. Yes. Nó không có chịu đi. I'm very happy my brother's here. Otherwise, không có chịu đi mới nghe. You are very lazy. Thank God my brother's here. Hey, you got me on camera? Yes. I'm very happy my brother's here. Otherwise, I'd be forced to do this. Ông nói là nhờ em ông ở đây mà ông được thoát nạn đi ra ngoài. Let go. Let go. Let go. Quay, chèo chổng đứt luôn á. We good. We good. Hit a rock one time. Oh. Okay. A little bit more. Okay. Yeah. Be careful. Hey, it's easy for you to say. Oh, ooh. Cold, huh? Not really. No.
Ê Thiện, mang sách trong quần lên. Rồi. Coi ổng kìa. Nước lạnh muốn chết. Okay. Hey, hey, hold on. We good. We good. We good. Don't worry. We good, we good until we break up. We don't sing. Đó, tàu mình ở chỗ đó đó. Ở đây quay nè, mới thấy nè, mới thấy rõ nè. What will we do? I'm gonna head out there a little bit. Okay. Let go. Catch fish. Okay? Yeah. Đi vòng quanh kia. Or should we go this way? Yeah, let's go here. Easy. Yeah. Kéo sao được mà kéo không biết nữa, chút nó đem lại. Ở đây rất là nhiều sò mọi người. Wow, nó hử. Để coi có con nào bự không. Do you like more sure? Yeah. Okay. Catch some. You have to watch out for toxic. Mm-hmm. Yeah. Toxic. Yeah. The muscles, yeah. Mẹ phải đi xét, mẹ phải đi kiểm chứng trước rồi nó mới cho ăn thôi. Vậy hả? Độc á mẹ. Thu này mà có độc á. Độc. Ăn vô là mẹ đi. Mệt quá à, độc toàn là cứ nói vậy không mà người ta ăn à wow. Con không ăn nữa. Lúc trước đi bắt sò đồ ăn thì bình thường. Đến chừng cái nó đi học. Người ta bắt nhiều mẹ. Đến chừng cái nó đi học, nó học cái môn sinh vật gì, môn sinh học biển gì tùm lum á. Có vẻ nó không ăn nữa. Nó nói cần phải đi xét nghiệm. Đi xét nghiệm đồ này kia ra mới ăn. Bó tay luôn á. Quá trời luôn nè mọi người. Nè. Con bự bự không à. Nó hử. Kinh. Nó hử đã chưa. Nó hử. Con bự bự không nè. Nhìn mê quá trời luôn á. Cảnh đằng sau núi tuyết đẹp quá Thiện ơi. Nhìn đằng sau này mới ghê nè. Nó đẹp chưa. Cảnh đằng sau núi tuyết quá đẹp luôn á. Ở đây là toàn view ngay chỗ mình đậu lại đây. Đậu lại ngày hôm qua đây. Rồi chờ nước lên. Nước lên tầm khoảng 12 giờ nước mới lên. 1 giờ chứ 1-2 giờ giờ đó nước mới lên, mà tầm khoảng 12 giờ thì mình đi ra cái bãi, ra chỗ đó ngày hôm qua mình thả bẫy cua đó, thả bẫy tôm á. Chỗ này nước sâu quá nên mình không có thả bẫy cua được. Bẫy cua của mình dây nó có 50 feet à, mà chỗ này sâu tầm 5 mấy feet lận nên không có thả bẫy cua được. What do you have? Crab, little crab. Oh. Little prep. Oh yeah. Poor baby. Baby. Ui đậu chưa? Chết chưa? Chết mất rồi. Đâu coi thử coi. Tay mày có quay được con đó đâu. Đâu? Nè. Con cua nhỏ, con cua này con cua lão à? Con đó là con cua đá. Ừ, cua đá chết rồi. Anh đi ăn câu chỗ này coi thử có cá không? Nên câu cần quăng đi. Quăng cần. Khi nào dính king salmon. Catch some king salmon. Oh, I wish. I don't think there's any king salmon in here. Maybe Dolly Varden, I'm hoping. Trout.
Mặn chứ. Nước biển mà không mặn. Nó cần cần cái này câu quay nhẹ ghê luôn á, đã nhìn đã luôn á ta. Ông sắm đồ không mà tới hơn 3.000 đi câu. Hơn 100 triệu, gần 100 triệu Việt Nam mình. Kinh thiệt. Ông này ông mê dữ lắm luôn. Ok, giờ mình sẽ đi lên cái bãi đá này mọi người. Lên bãi đá này coi thử có bạch tuộc không. Nhiều khi có bạch tuộc con á, bạch tuộc nhỏ, bạch tuộc sữa nữa. Trời ơi, mình mê cái món đó lắm. Nhưng mà chưa bao giờ bắt được hết. Toàn mua không mà. Lên bãi đá này coi thử có gì không, hên biết đâu có sao, không dễ gì bắt. Cái cây giống cây đau đắng quá à, cây này giống cây đau đắng ghê luôn nè mọi người. Phải cây đau đắng không nè. Mình ăn thử. Không có đắng. Chua chua chát chát. Cái có chừng cây độc á. Đó, toàn hù không mà, chăm đây rồi đó. Chắc không đi nữa. Sao hả? Cô chân đau á. Cô chân đau hả? Bỏ cuộc rồi. Cô chân đau rồi đó. Thế sao kia đi bắt bạch tuộc? Tuộc chèo thuyền á. Ủa ông đâu rồi? Ông đứng kìa, ông tàn hình dưới đá luôn mà. Trời ơi. Ông mê câu cá, tao nói bắt chấp luôn. Sáng mình 7 giờ mình thức. Đậu ngoài này yên tĩnh mát mẻ ngủ sướng lắm mọi người. Tao nói 5 giờ ông ra ông câu cá rồi. Câu xong dính con nào thả xuống lại. Dính mấy con cá nhỏ nhỏ không hả? Wow, cái này sao xuống? Mình không dám xuống, mình sợ nó trợt quá. Sợ xuống đó nó trợt cái chết. Trợt cũng đau nữa. Rong nho hả? Ba, hái đi. Ở đây rong nho sweet rồi. À, rong biển rồi nhiều lắm mọi người. Phải không? Gạt mẹ nữa ha. Nó bắt đầu là cá độc. Can we eat that? No. No, because only a little bit. Only a little one. Uh-huh. Wow. Hold on, honey. Peter. The other honey. Honey, honey yeah. Two. Wow. Giống con hải sâm hả? Phải không Thiện? Nó là hải sâm á. Sea cucumber, hải sâm. Sea cucumber. But with many people eat that. Yeah, I know. We can eat? Dây đứt luôn rồi. I don't know. Oh. Just... Yeah, because I snagged on the bottom. Ah. Boop, 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 and he came. Oh no. Yeah, we'll let this. I'm câu được hải sâm mọi người. Mà bỏ lại chứ, làm quất luôn cái cần rồi. Thôi luôn cọng dây luôn rồi. Thôi luôn cọng dây mới ghê chứ. Let's see. Sea cucumber. That's what, that is what the otters are eating. Okay. Hàng khác, Mỹ khác. Bóp đi. You can you put in your hand? Yes. Rồi, cũng bự quá ha. Mỹ cũng bự, bự hơn cái bàn tay luôn á mọi người. Thằng bạn con đi lặn bắt này về bán tiền không á. Okay. Say goodbye. Bye-bye.
Bye bye to sea cucumber. Hope he lives. All right. Okay. Halibut. Halibut ahead. Yeah. Ui, sang cá áo lên, sang cá áo lên. Rồi chừng nó cắn. That is by me. No. No, but careful. Ai ướt áo. Sang cái tay áo lên. Ui, ơi. Y. Cầm hai tay thiệt. Cầm hai tay ra, dài ra. Giống cô bị giăng mai quá. Thằng này nó nói nè, cầm đi, cầm cho mẹ coi. Ô, không đâu, từ từ mẹ cầm không, từ từ không, mẹ không dám đâu, nè cầm đi. Ok, video clip của mình đến đây xin tạm dừng nha mọi người. Sau một hồi khám phá thì không có kết quả gì hết nên là video clip của mình đến đây xin tạm dừng. Và hẹn và mọi người ở những video clip tiếp theo, và đừng quên like, chia sẻ clip và đăng ký kênh giúp Trinh cuộc sống Mỹ nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Okay.